Hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay sẽ review cho các bác một con siêu phẩm này đã lên đồ. Xe mới tinh các bác nhá, xe mới tinh và lên đồ luôn. Đấy thì anh em hôm nay có xem bên em thì muốn lấy con Bro 9.5 size S màu đỏ đen này. Đấy, nhưng mà anh ấy muốn lên bộ GX. Thì GX thì nó sẽ khéo theo việc là mình phải lên cối XD. Thế thì nghe bạn anh ấy tư vấn thì anh ấy lấy luôn một cặp bánh Collect Bar. Đấy. Cả một bộ bánh luôn nhá bác nhá. Cả một cặp bánh luôn. Đấy, nên là nhìn nó rất là đẳng cấp. Hai bộ bánh này thì em cũng phải đặt hàng khoảng một tuần. Một tuần thì mới có. Đấy, của bánh của nó đây bác. Thì cái này thì lan hoa của nó sẽ sỏ thẳng các bác ạ. Và nó sẽ tăng bằng bằng ở đây. Nó sẽ tăng lan hoa bằng ở đây. Đấy, chứ nó không giống như các cặp bánh khác. Cặp bánh thông thường khác, đấy là một số đặc điểm của cặp bánh Quest 3R này. Đấy, cặp bánh cam nhìn nó rất là thưa. Nhưng mà công nghệ của nó thì làm rất là ok. Đấy, nhìn khá là ác. Đó. Đấy, Mayer của nó cũng úp thẳng. Và trên đây là sẽ có logo của hãng Correct 3R đây. Đấy, và trong đây là sẽ thay một cái cối XD của Correct 3R rồi. Đấy, thì cái bộ này anh ấy lên bộ GX các bác nhá. Full set GX luôn. Lên full set GX. Đấy. Khá là đẹp. Đấy, lên full set GX luôn. Lip GX, xích GX, đùi đĩa GX. Không có gì để chê về chiếc xe này. Đó, bidan Stam 1. Cặp bánh. Thì cặp bánh này thì nguyên một cặp bánh mua lẻ. Một cặp là 13 triệu rưỡi các bác ạ. Một cặp bánh là 13 triệu rưỡi. Chưa kể là mua thêm cối của nó nữa. Cối của nó hơn 2 triệu. Cối XD là sẽ mua thêm 2 triệu nữa thì cắm vào. Đấy, đây là tay bấm xả của Saram GX. Đấy, còn đâu là tất cả mọi thứ ở lại thì vẫn y nguyên. Thì cứ để anh ấy đi trải nghiệm xem là thế nào thì lên tiếp. Thì anh này là anh ấy mới chơi xe thôi. Đây là con xe đầu tiên mà anh ấy mua để anh ấy đạp. Em bảo anh lấy con này anh đạp. Đấy, nhưng mà tài chính của anh ấy là tài chính cao. Đấy, nên là với cả bạn anh ấy cũng là một người chơi xe. Đấy, thì cũng tư vấn nên làm sao cho nó hợp lý. Thì lên bộ GX này là khá ok rồi. Đây, Bidan Stam 1 đấy các bác. Đó, Bidan cũng là của Correct 3R luôn. Stam 1. Còn đâu mọi thứ còn lại là y nguyên. Đấy. Thì cái con Bro 9.5 này thì bên em vẫn còn size ML màu xám đen, size S màu xám đen. Và màu đỏ đen thì em có size ML và size L màu xám đen nữa. Đấy. Rất là đẹp luôn. Cái con này size S như bánh 29 các bác nhá. Size S nhưng mà bánh 29 chứ không phải bánh 27.5 đâu. Size S bánh 29, lốp thì lốp túc lít không xăm. Phuộc thì phuộc Suzuki Sudi E có khóa. Suzuki Sudi E có khóa. Phanh thì vẫn là phanh zin của nó thôi. Phanh vẫn là Shimano MT200. Còn đâu là không khác cái gì cả. Nó chỉ thay cổ bộ bánh với cả bộ chuyển động gần như là cũng hết rồi. Bây giờ anh lên thì lên một cặp phuộc nữa. Lên cặp phuộc và tay phanh hoặc và cọc in tăng giảm là hết ý rồi. Không còn cái gì phải lên nữa rồi. Đấy. Quá đẹp luôn các bác. Hôm qua em mới hoàn thành xong. Sáng nay đã test đầy đủ cho anh ấy. Thì anh ấy đến lấy bây giờ ấy. Thì nói anh ấy sẽ đến lấy là gọi suốt ngày. Xe của anh được chưa? Rồi, ok các bác nhá. Trên bộ phát là vừa luôn.